Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp quý 1 triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo các sở ngành đối thoại với đoàn viên thanh niên. Tích cực chuẩn bị sân khấu cho khai mạc lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất. Tỉnh Hà Giang quan tâm tạo điều kiện để thúc đẩy thể thao thành tích cao, gặt hái nhiều thành công. Là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Thảo Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính và cải cách tư pháp quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Quý 1 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, tuần tra kiểm soát, bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, làm tốt công tác xử lý các vấn đề nổi cộm, các vụ việc vụ án nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm. Kịp thời phát hiện, xác minh, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các tà đạo, đạo lạ, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật. Các lĩnh vực về luật sư, trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá, giám định tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong quý, các đơn thư gửi đến tỉnh ủy chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, giảm 91 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, đó là tăng cường phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân vùng sâu vùng xa, làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến vấn đề dân tộc tôn giáo, sự phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp trong điều tra giải quyết dứt điểm các vụ án vụ việc, nâng cao chất lượng điều tra truy tố xét xử, quan tâm chất lượng các tổ hòa giải cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy, giao Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho Thường trực tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đối với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, lực lượng vũ trang, tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình ngoại biên trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện những vấn đề tác động, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra bị động bất ngờ, làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đến an ninh trật tự, an toàn xã hội để du khách đến với Hà Giang của chúng ta trong cái tinh thần là thấy được cái thân thiện, thấy được an toàn và thấy được tinh thần mến khách của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Phối hợp chỉ đạo thường xuyên cảnh giác, thường trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm qua biên giới, nhất là hoạt động mua bán vận chuyển ma túy. Kể cả báo cáo đồng chí hiện nay là ma túy học đường, phải lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, theo dõi giám sát việc chúng ta triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Với cái tinh thần là phát hiện được tiêu cực thì cần nhắc nhở, ngăn chặn một cách kịp thời. Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu cần làm tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, tăng cường quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, có các giải pháp quyết liệt, mạnh dạn xử lý dứt điểm trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, cần xác minh, nắm bắt tình hình một số đơn thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi đối thoại với thanh niên tỉnh Hà Giang năm 2024. Tham dự buổi đối thoại có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng hơn 150 đoàn viên thanh niên đại diện cho trên 200.000 thanh niên tỉnh Hà Giang.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã tặng lãng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ban chấp hành tỉnh đoàn với mong muốn tập thể Ban chấp hành tỉnh đoàn luôn đoàn kết, khát vọng, tiên phong, sáng tạo trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng 15 suất quà cho các đoàn viên thanh niên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của Hà Giang. Thực hiện kết luận tại hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn với thanh niên tỉnh Hà Giang năm 2023, các cơ quan đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với lực lượng đoàn viên thanh niên của tỉnh. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với Quỹ khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, ra mắt vườn ươm khởi nghiệp tỉnh Hà Giang. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan triển khai chương trình tọa đàm truyền cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, tập huấn nâng cao kiến thức về khởi sự và quản trị kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp. Ngành Lao động Thương binh Xã hội đã triển khai chương trình đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng chục nghìn lượt người một năm. Trên tinh thần cởi mở, tại buổi đối thoại đã có 6 ý kiến của các đoàn viên thanh niên được gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các sở ngành để cùng trao đổi làm rõ. Trong đó tập trung vào việc giáo dục lý luận chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cho đoàn viên thanh niên trên môi trường không gian mạng, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, đấu tranh phòng ngừa các thông tin xấu độc, các tư tưởng quan điểm sai trái trên không gian mạng, công tác hỗ trợ khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo các sở ngành cũng đã giải đáp nhiều nội dung như công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, việc vận dụng chuyển đổi số cho học tập rèn luyện của đoàn viên thanh niên, các chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Để phát huy hơn nữa sức trẻ, sự nhiệt huyết, xung kích của thanh niên Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương đất nước trong đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động phong trào có ý nghĩa gắn lợi ích của thanh niên với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tôi mong muốn là với mục tiêu rèn đức, luyện tài, mỗi đoàn viên thanh niên không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện để phát triển toàn diện, vượt qua các khó khăn thách thức, luôn tiên phong, nhiệt huyết, gương mẫu, sáng tạo, đi đầu, không ngại khó, không ngại khổ, luôn giữ đam mê, mục đích, lý tưởng, hoài bão và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương và Hà Giang để làm sao phát triển bền vững. Bằng tinh thần tự lực tự cường, thanh niên cần tiếp cận và tận dụng các cơ hội, hội các chính sách, bám vào các nội dung của quy hoạch tỉnh và các lĩnh vực để lựa chọn mục tiêu khởi nghiệp. Đối với các sở ngành đã trả lời hoặc giải đáp các ý kiến của đoàn thanh niên tại chương trình thì phải có trách nhiệm với nội dung trả lời của mình. Đối với nội dung mang tính định hướng lâu dài thì phải tập trung đầu tư kiên quyết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt cái khả năng để có thể. Nhắn nhủ với lực lượng đoàn viên thanh niên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị thanh niên Hà Giang cần hun đúc ý chí vươn lên, thực hiện tốt chính sách dân số, tích cực tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm, phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết và lòng tự hào về truyền thống hào hùng của các thế hệ trước, không ngừng rèn đức luyện tài, không ngừng sáng tạo cho hoạt động phong trào, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn với thanh niên đã nhận được sự quan tâm rất lớn của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hội nghị thể hiện sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền gửi gắm nơi thanh niên, đồng thời là dịp để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành lắng nghe trao đổi với những ý kiến, nguyện vọng của thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Là một bí thư đoàn cơ sở, chị Hoàng Thị Hương luôn trăn trở làm thế nào để giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, thực hiện khởi nghiệp. Theo chị Hương thì yếu tố vốn, kinh nghiệm sản xuất và việc tiêu thụ quảng bá sản phẩm đối với đoàn viên thanh niên còn gặp khó khăn. Các chế độ và cơ chế hỗ trợ đối với đoàn viên thanh niên hiện nay cũng có, thế nhưng mà cái nguồn vốn nó ít và thực tế là có nhiều mô hình đang phát triển tại địa phương, thế nhưng mà đã có thu nhập, thế nhưng mà cái phần đầu ra cho đoàn viên thanh niên gặp rất nhiều khó khăn. Xin đề xuất là trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ hơn nữa để các bạn đoàn viên thanh niên được tiếp cận nguồn vốn nhiều hơn nữa. Trăn trở của chị Hoàng Thị Thanh Hương chỉ là một trong hàng trăm suy tư của thanh niên Hà Giang được gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các sở ngành. Đây là năm thứ hai liên tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đối thoại với lực lượng thanh niên.
Chủ đề đối thoại năm nay là thanh niên Hà Giang tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cái hoạt động này rất sự ý nghĩa, từ đó mà các bạn đoàn viên có thể cởi mở mà gửi đặt câu hỏi để cho đến các đồng chí lãnh đạo của tỉnh để có những cái vấn đề rất khó khăn và cần để giải quyết quan tâm, thì các đồng chí trong lãnh đạo tỉnh đã có những cái câu trả lời rất là hay, và cũng từ đó mà có những cái phương hướng mà để cho cái chế độ chính sách của tỉnh đối với đối tượng là thanh niên trong tình hình mới. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hà Giang cùng với các đoàn viên thanh niên dự hội nghị ngày hôm nay sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo định hướng, cũng như là những sẽ cụ thể hóa các cái chỉ đạo định hướng của đồng chí chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, sự định hướng của các cơ sở ban ngành để thành những cái nội dung phần việc cụ thể. Cùng với đó là sẽ phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo hơn nữa, tận dụng những tiềm năng thế mạnh của mình để phát triển kinh tế xã hội, cũng như là phát triển bản thân, hoàn thiện, cống hiến và trưởng thành. Những vấn đề được đưa ra trao đổi tại buổi đối thoại chưa hẳn đã được giải quyết ngay trong một sớm một chiều, song đó là những vấn đề thiết thực đặt ra cho các cấp các ngành trong việc tiếp tục tạo dựng môi trường tốt, có thêm nhiều cơ chế chính sách để phát huy hơn nữa vai trò xung kích sáng tạo của lực lượng đoàn viên thanh niên Hà Giang. Cũng trong ngày 26 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang phối hợp với huyện Hoàng Su Phì tổ chức lễ khởi công làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Nam Sơn. Dự buổi lễ có đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón nhấn mạnh, đây là công trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoàng Su Phì phối hợp với các ban ngành của địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, triển khai công việc đảm bảo theo quy định, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ ngày công xây dựng, ủng hộ các đồ dùng sinh hoạt cho các hộ sau khi hoàn thành nhà đại đoàn kết, nhằm giúp các gia đình có đầy đủ vật dụng phục vụ sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vàng Xeo Cón đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo của xã Nam Sơn, mỗi hộ 50 triệu đồng, và tham gia khởi công làm nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Ly Láo Sánh, thôn 8 Tả Phìn, xã Nam Sơn. Nhằm thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tự hào một dải non sông. Tự hào một dải non sông là cuộc vận động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, được thực hiện đến năm 2025 với quy mô rộng khắp trên toàn quốc, ở tất cả các cấp bộ đoàn, hội, đội trong và ngoài nước, thông qua việc treo bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập, làm việc, sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân Việt Nam. Đồng thời kêu gọi ủng hộ kinh phí để mua bản đồ Việt Nam trao tặng cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới. Việc chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tự hào một dải non sông nhằm thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc phên dậu nơi biên cương Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 tại quảng trường 26 tháng 3 thành phố Hà Giang. Tại sự kiện này sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Hà Giang để khám phá, trải nghiệm. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị từ chương trình nghệ thuật cho tới sân khấu đang được các đơn vị liên quan tích cực thực hiện, hứa hẹn đem đến một chương trình khai mạc đặc sắc. Theo kế hoạch, lễ hội văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 sẽ khai mạc vào 20 giờ ngày 29 tháng 3 tại quảng trường 26 tháng 3 thành phố Hà Giang. Trong sự kiện này, lần đầu tiên sân khấu được chuyển hướng đặt đối diện tòa nhà Ủy ban nhân dân tỉnh. Sân khấu được thiết kế từ thấp lên cao, lấy nguồn cảm hứng theo cung đường thành phố Hà Giang lên Đồng Văn, xen lẫn là hệ thảm thực vật, núi đá, hoa tam giác mạch. Bên cạnh đó, khu khán đài cũng được bố trí lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách có cơ hội thưởng thức trọn vẹn chương trình nghệ thuật. Năm nay thì có những cái đổi mới trong vấn đề về sáng tạo, về cái xây dựng cái sân khấu. Sân khấu, một cái sân khấu rất là hiện đại nhưng mà mang một đậm nét của Hà Giang,
đó là cái sân khấu thì có 3 tầng và trong đó là có những cái bàn nâng cũng như là để làm sao được tôn vinh được những cái giá trị văn hóa. Cũng tại sân khấu này, các clip hình ảnh, hình vẽ 3D sẽ được hiển thị sống động trên màn hình LED chính và hệ thống màn LED hai bên sân khấu. Cùng với đó là hình ảnh được chiếu công nghệ laser, hệ thống khói lạnh, ánh sáng xuyên suốt, liên tục nhằm thể hiện sự kết nối hội tụ, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa của tỉnh Hà Giang, tạo hiệu ứng mới mẻ tới người xem. Để lễ khai mạc diễn ra thành công, hiện nay tại quảng trường 26 tháng 3, đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng. Cái sân khấu chính cho cái lễ hội khai mạc đêm ngày 29 tháng 3 này thì nó đã và đang khoảng độ được hơn 80% rồi. Chúng tôi kỳ vọng là trong cái thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, đẩy nhanh hơn nữa cái tiến độ và sẽ phục vụ cho du khách một cách đảm bảo được cái chất lượng. Với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều điểm nhấn mới lạ, đêm khai mạc lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế Hà Giang lần thứ nhất hứa hẹn mang tới khán giả về hình ảnh Hà Giang đậm đà bản sắc văn hóa. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng HGTV Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang và được thực hiện live stream trên các nền tảng số của tỉnh. Ngày 26 tháng 3, huyện Bắc Quang đã tổ chức giải Việt xã và phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là một trong những hoạt động nhằm khơi dậy tiềm năng, vận động nhân dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động, học tập, công tác, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngay sau phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 300m. Tại giải Việt dã huyện Bắc Quang năm 2024, gần 150 vận động viên đến từ các xã, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện đã tham gia tranh tài với 4 nội dung: nam chính 7 km, nữ chính 3 km, nam trẻ 3 km và nữ trẻ 1,5 km. Thông qua phát động ngày chạy Olympic và giải chạy Việt dã, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3 hàng năm là ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam. Cùng với sự phát triển chung của thể thao cả nước, thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế tại các giải đấu lớn. Để đạt được kết quả đó, những năm qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh luôn chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ vận động viên. Đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh vào buổi chiều, khi các vận động viên môn ngũ xu đang say sưa tập luyện. Được biết, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 tới đây, 9 vận động viên của môn ngũ xu sẽ tham gia giải vô địch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, hiện huấn luyện viên và các vận động viên đang tập trung bổ sung, hoàn thiện về kỹ thuật, chiến thuật và nỗ lực tập luyện hết mình với mong muốn sẽ giành được thành tích cao nhất về cho đoàn. Sắp tới bọn em được đi thi và tham gia giải vô địch ở trong Quảng Ngãi. Bọn em muốn tập huấn và cố gắng tập luyện trong thời gian ngắn nhất có thể để trong lúc bọn em thi đấu bọn em giành được những cái thành tích cao nhất về cho đoàn, về cho tỉnh. Huấn luyện viên trực tiếp lên lớp các em và chỉ đạo các em tập luyện đấy, thì khắc phục những cái lỗi cơ bản của các em và phát triển những cái kỹ thuật của các em để khi mà vào thi đấu các em có cái tâm lý và kỹ thuật tốt nhất để thi đấu đạt kết quả cao nhất trong cái giải vô địch ngũ xu sắp tới. Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh đang đào tạo, huấn luyện 132 vận động viên ở 9 bộ môn, gồm võ pencastilat, ngũ xu, bóng ném, muay thái, kickboxing, vivo nam, bắn cung, đua thuyền và điền kinh. Những năm qua, Trung tâm luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó chú trọng khâu tuyển chọn đầu vào, quy trình đào tạo nhằm phát huy sở trường, thế mạnh của từng vận động viên. Do đó, tất cả các môn thể thao thành tích cao của tỉnh khi tham gia thi đấu giải do Trung ương, khu vực tổ chức đều đạt những kết quả ghi nhận. Năm 2023 đạt trên 100 huy chương các loại, trong đó trên 40 huy chương ở nội dung thể thao thành tích cao. Hàng năm, chúng tôi có tuyển chọn bổ sung cái lực lượng vận viên trên địa bàn toàn tỉnh, cho cử huấn luyện viên đi các cơ sở tuyển chọn sơ được bước đầu. Sau đó, những cháu được sẽ chuyển về Trung tâm Thể thao tỉnh để kiểm tra lại một lần nữa, sau mới gọi bổ sung vận viên. Và hiện nay chúng tôi đã tuyển chọn bổ sung lực lượng vận viên mới để chuẩn bị ngay cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Phát huy truyền thống 78 năm ngành thể dục thể thao Việt Nam và đặc biệt là những kết quả đạt được của thể thao thành tích cao của tỉnh thời gian qua,
Sự nỗ lực không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên sẽ là một trong những nền tảng vững chắc để thể thao thành tích cao của tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển vượt bậc, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố lịch thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và ngày 29 tháng 6 năm 2024. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước. Quy chế cũng bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố 15 đề thi tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Vì đây là năm cuối cùng thực hiện dạy học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, nên đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cơ bản giữ ổn định cấu trúc như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với 4 cấp độ là nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thưa quý vị và các bạn, phòng tham vấn tâm lý học đường là mô hình mới trong các trường học trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tại đây, học sinh được lắng nghe, được chia sẻ và trợ giúp giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, trong học tập. Mô hình này nhằm mục tiêu xây dựng trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng. Lắng nghe và trợ giúp là nhiệm vụ đặt ra tại phòng tham vấn tâm lý học đường, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tả Nhiều, huyện Xín Mần. Đối tượng tham vấn là học sinh, cũng có thể là phụ huynh và cả giáo viên. Lĩnh vực tham vấn bao gồm khó khăn cho học tập, phương pháp học tập, tình cảm gia đình, bạn bè, thầy cô, an toàn học đường, hướng nghiệp, kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi, giới tính. Trên nguyên tắc tôn trọng, bảo mật, tin tưởng và chân thành, nhà trường có tư vấn viên, hộp thư tư vấn học đường và phân công người trực 24/7 để học sinh có thể đến bất cứ lúc nào. Dạ em thấy phòng này rất tốt ạ. Có thể giúp bọn em biết về những cái điều về tuổi thì hoặc là giúp chúng em có thể vượt qua khó khăn cũng như trong học tập. Lên lớp hàng ngày thì cũng quan sát để các em có những cái em mà có tâm trạng nó bất thường thì sau đấy là mình sẽ gặp riêng và bắt đầu là tâm sự chia sẻ và dần dần là các em bây giờ là đến cái phòng tham vấn là các em rất tự nguyện và khi mà các em có vấn đề gì các em tự nguyện gặp cô. Tình trạng tảo hôn vẫn là hủ tục phổ biến trong đồng bào dân tộc thiểu số. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, mùa lễ hội đầu năm thường là cao điểm của tảo hôn, nhất là đối với trẻ em gái. Những năm trước đây, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Minh Tân, huyện Vị Xuyên, cứ sau Tết lại có vài trường hợp học sinh nữ bỏ học để lấy chồng. Dù nhà trường, chính quyền địa phương đã nỗ lực khuyên ngăn, can thiệp. Năm nay, nhà trường vẫn có một học sinh nữ thông báo nghỉ học sau Tết. Cô muốn nghe các bạn chia sẻ là các bạn nghe thấy bạn mình như thế thì hôm nay nếu như các bạn được nói lên ý kiến của mình thì các bạn sẽ nói gì về cái hoàn cảnh đó. Tại phòng tham vấn tâm lý học đường của trường hôm nay, học sinh được chia sẻ những câu chuyện diễn ra xung quanh mình khi gia đình ép buộc lấy chồng sớm, về những hoàn cảnh bạn cùng trang lứa bỏ học vì tảo hôn, những kiến thức về sức khỏe trẻ vị thanh niên, hậu quả của kết hôn sớm. Giáo viên cũng lồng ghép phổ biến cho học sinh. Phòng tư vấn tâm lý học đường chúng tôi mở 24/24, tức là có thầy cô giáo nhóm trực luôn luôn đón nhận với những học sinh mà không may gặp những vấn đề gì đó trong cuộc sống mà các em cần tháo gỡ mà không thể chia sẻ được với gia đình thì các em thường tìm đến đây, tìm đến chúng tôi để chia sẻ những vấn đề đấy. Thì chúng tôi nhận thấy là đây là cái phòng tư vấn, tôi nghĩ là nó vô cùng quan trọng với học sinh, nhất là trường trung học cơ sở, để đón nhận những học sinh mà ngăn chặn kịp thời với những cái vấn đề cấp bách sau hiện nay, đó chính là tảo hôn. Từ phòng học đặc biệt này đã ngăn chặn được nhiều nguy cơ học sinh bỏ học do tảo hôn hay giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong học đường, tạo sự đoàn kết, gắn bó và tự tin, mạnh dạn đối với học sinh. Phòng tham vấn tâm lý học đường xuất phát từ chương trình xây dựng trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng và được nhân rộng ở nhiều đơn vị trường học, nhất là các trường có học sinh bán trú và nội trú trên địa bàn tỉnh trong năm học 2023-2024.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn truy cập vào trang web hasangtv.vn hoặc trên kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin an toàn giao thông và bản tin dự báo thời tiết.